ơi. Ôi cả nhiều lắm. Đấy đây. Ôi, đùa, mấy con cá gậy hết đây. Gì gì đâu, nó như nhiều lắm. Trời. Tao nhủ nhớ nhớ đi. Đi. Có đâu? Ôi. Thích lắm. Chị ơi, chị đã mang cái phổ tán. Mai ạ. Ai cho mang chưa? Cho. Mà Long này, tỷ cho mang cho thành phố ăn nhá. Ôi nhập ạ. Mày bắt được cái chỗ bên không, không bị. Ui, hai, hai ơi, lao đi đi. Lao đi, lao đi. Bẩn quá. Thế nó hút chứ chị? Ma? Thế này nó hút chứ? Hút luôn à? Hút luôn à? Hút cho đó chứ, thì còn cả chán nữa mà. Thôi nhờ đổ cho con chạy tháng đấy nữa là... Ngụm cá tép nhiều á? Cá tép cả đồ luôn. Bắt được con cá, con dán con đánh cho con cháy chứ. Hả? Đây là bạn Trương đang chúc mừng lên. Phạm Trương đang biểu diễn dưới hồ. Bạn này, bạn này đây đây đấy, đấy là có đồng nghiệp kéo lên. Đấy Hoài Nam kéo Phạm Trương lên. Đây thôi, trời ơi Phạm Trương. Ôi, nhục đuôi mệt luôn. Nhìn này, hôm nay lấy cái vành vào mặt. Trời ơi, mà đang quay nhiều chứ. Lão rầy lên chứ. Mà con cá to ba na. Con nhỏ mà hết. Con nhỏ con sùng vậy chứ. Tép có ba lỗ, có ba lớp nữa chứ. Con cá tép, cá tép hay. Bên đi nải hút ra. Đến nơi hút đi. Ui giời ơi, bắn quá. Phạm Trương ơi. Ném đi ngoài lề. Phạm Trương. Nhiều anh công nguyên cá to to chụp cái ảnh đây. Rồi nè, sao rồi nè. Thôi nữa sao mình đi. Từ hai. Lành. Thiệp quá đi. Thằng Trương như chàng chuộc ạ. Phạm Trương như chàng chuộc ạ. Đi bán á? Ờ, tưởng nó được mạng thành phố thì bán này. Nó đi bán nhiều rồi tê. Hay để con mang cho thành phố bán cho. Gì gì gửi gì cả bắt đi. Ai lấy cá tép? Cá này ngon đó, không cá tép như đi thành phố bán có thế nào đó. Như hay mu. Trương Trương bị ái á. Là vì à ăn ăn cái đi mà. Cái nó được chưa? Ăn cái đi đẹp thui. Trường. Nhiều phải đo đây có đẹp mới nữa. Nhưng có cá gãy vậy. Đấy nè, có con cá trâu đấy nè. Đấy nè, to lắm. Ôi, cá trâu gì. Bắt đi. À hướng bên mọ à tê. Đi à kéo con đà. À hướng cẩn thận địa hình chiêu đó đó. Đó thì kì. Này chủ muốn bắt chủ bắt vậy. Ôi, cái trống có một cái to. Hắn thì buồn ạ. Trống có to lắm.
Bến nợ nó vượt bến đấy chị ạ. Đấy này, trước mặt đây. Đi mô ở đây, cái đồ, trước mặt đó. Đấy đi. Em chưa, mua đây này. Bắt rồi. Bắt rồi à? Đồn tí nữa nữa thôi. Tí nữa nữa. Nó có đường lân nào hay? Nhiều lắm. Nó có đường lân là cạn hay? Ngay miếng nước à, ngay miếng chi cười nhúng tí à? Nhúng rồi chứ. Ngay quá nè. Đấy đây đâu có mấy cân cá đâu đấy. Chị ơi, trong đây cho một cân to. Quá trong biển đi đây. Bình không ạ? Quang bạn. Ít chết. Bữa phun thuốc nữa, phun thuốc mỏi á. Có sao á. Cá là mình mỏi rồi, con hít đi quế nữa đấy, hít đi nọc quả. Trời ơi đồ, thì kìa, đấy là đồ này, gì lớn đấy. Thật thiệt nhiều đấy mình răng, về khô nhút, anh ạ. Khô tao ăn hết. Ăn nhiều bắt về ta khô nhút. Alo. Ô trời. Anh ơi em chỗ cân nó còn to lắm, to lắm. Đi nó đi. Sao mà được mau. Hả? Dạ. Tay. Tèo ta đi coi. Từng cái tay. Cả 2 giờ đi. Chứ cái chi? Đi nhà ông Thành nhá. Có đĩa không anh? Anh ơi có đĩa không? Mắt đi. Nhiều quá ạ. Không bắt hết trong đi cá to, tôi cá to trong đi chứ. Điền á? Ôi, là phát được tiền vậy rồi. Ôi trời, có to lắm. Đây 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 đây. Đi đứng đây. Trời ơi. Bắt đi. Trời ơi. Trời ơi. Ờ anh chưa nấu chưa về nhá. Chú Trường này. Bắt anh mua đây rồi nhưng mà. Bắt đi Trường. Có con to đi. Không kêu anh đưa xuống anh nâng nâng nâng. Chị em quạt năm xưa cả nhà mà anh mua quạt vật lớn mà quạt nó đột đây đây cái này được một nhát cá tép rồi về rồi chưa tàu mới nó ăn tôm á biết mó còn mó thả nghĩ cái quả này nhiều rồi nhiều rồi đó. Quạt nó đó, ai thì viền nó có đó. Ui, đừng có cái gì, con đi tốn vẫn đỡ thế, không? Ừ. Gì đấy, cà lại hụt em. Ô, cả đầy thế, hốt rồi. Anh mua cái này 288, nhưng mà tiền công là 288. Nhiều không biết. Hồ bên nữa. Hồ bên nữa giống không nhiều. Tiền công anh đi rồi. Hồ bên nữa nó nhìn 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 nhìn. Hai. Cái phẩm trương. Thì đó, anh mua lại 2. Này còn con 10 nữa có đấy. Ăn chung bên đây này, bên đây bên đây. Bổ rồi kìa, cái thằng nợ chung bên đây. Bổ đó. Mặc quần nợ thì trọt ra thật chứ. Mù. Bắt cá to đi. Tôi kết thúc rồi nè, con Trương con kích này.